Đâu? Bây giờ ngoài sửa soạn đi chợ, lên À. xe đi chợ. Nhà Sao? nhà chụp ở nhà, À. dựng dựng Rồi. cái tấm á lên chụp. Giờ kêu chụp ngang nữa hả? Nè. Chụp ngang chụp sao đâu? Hả? À. Đi đâu đem theo đi, cái mình lấy mình chụp cho lạ lạ. Lát mua. Ý là không phải mua mua nhưng mà mua theo màu với sở thích của ông My đúng không? Tao biết mà. À vậy hả? Ok. Ủa là sao? Cái gì? Là sao? Cái gì nặng mụn cho ai? Nó nói nó đi nặng mụn, Nó đi nặng. đặng nó đón cậu. À đó là ngoại hả? Nè. Đây nè, cái này múa được cái mày múa. Đâu? Bấm như thế này hả? Ừ. Cái xe gì ta? Cái gì? Mặc món đồ là gì? Hả? À, mua gì? À. Bây giờ try through hả? À. À, bây giờ ngồi trên xe order gì? À, để cho ngoại order. Cho ngoại order. Ngoại thấy xe rác hả? Xe rác bự à? Bên Mỹ mà kangaroo ở đâu? Làm gì bên Úc vậy? Rồi đó, rồi xong thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Thấy lộn địa lý rồi đó chưa? Rồi biết là học địa lý thì sao rồi đó. Chết rồi. Rồi địa lý rồi. Trắng da và tóc. Gì? Mẹ nói gì vậy? Đi đi qua đây thẩm mỹ. Ừ. Chào mọi người nha. Hôm nay là ngày sáng đầu tiên của mẹ tại bờ đông của nước Mỹ, ở tiểu bang này. Mẹ đã đến nhà của mình và bây giờ là cũng trưa rồi, cho nên là cũng chưa có đi chợ, nên là mình sẽ nấu cơm với lại chiên lạp xưởng cũng như là họ làm hột gà cho mẹ ăn đỡ trước đã. Hỏi Ừ. lại đâu có gì đâu, lại đâu có rùi đâu. Ý là chừng nào mà nó nguội thì mới ráp bỏ tủ lạnh thôi, chứ mà còn nắng nóng thì cứ để ra đi. Mẹ lạp xưởng hay nữa, ngon mà không lạp xưởng nó khác mà. Không có thấy mỡ. Ừ, đúng rồi, gạo cái hộp cũng bự, còn nấu xíu nhiều nước xíu để cho nó mềm mềm xíu, chứ Mềm không hồi mẹ ăn khô đâu được. Mày khéo hả? Cái mắt thì nó cứng kìa. mày giật cái một bên kéo xuống, một bên kéo lên đó, vậy đó. Ngồi vô xe rồi chắc Trời nó không ơi. có lạnh luôn. Không có lạnh lắm. Cái này là chưa lạnh. Đâu? Bây giờ ngoài sửa soạn đi chợ, à. lên xe đi chợ. Đây.
Rồi này đi chợ này nè. Cúp mắt hả, mẹ nói gì? Hiểu này là cái gì à, giống ở Việt Nam đó. Sư thị thôi, nhưng mà hiệu này là hiệu của Đức. Ừ. Bán hoa, bán này kia. Mày biết mấy xe đó chai không? Cho mấy người mà đi xe đi không phải cũng biết là, nhưng mà ý là mấy người ta di chuyển khó cái này kia. Đó nè, lấy xe nhỏ ra ngoài. Dịnh đẩy đi. Ai? Quýt đó hả? Đây mình đâu có quýt. À bên kia kìa. Này chín rồi nè. Cái này nó vàng liền hả? Ờ, hoặc là mấy cái dài này nè. Gì? Mày mua nào? Đây nè, có mấy cái. Chín quá, to quá to. Sao cái gì á? Bò nạt á hả? Ừ, nó cắt sao cắt ra nè. Nè đó. Mình xây rồi. Cái này giống như là một kho á. Có, nó sắp sẵn cái cục vậy thôi, mẹ xào thôi chứ bò kho. Sắp sẵn đây quá vậy. Ờ đó, cái miếng đó đó. Nè thấy không, một khoanh nè, hoặc là cái bên kia là cái con kìa, đẩy bên kia kìa. Mẹ với con ăn cho hết kìa hả, thấy không hả chị? Mày mua gì nữa? Tỏi với mấy củ hành. Ừ, để qua bên kia. Mẹ không có bỏ tỏi tươi thì mẹ bỏ bột tỏi, đó vậy đó, bột tỏi luôn. À, muối, muối tỏi á. À, đi qua lấy cái đồ tươi thì mẹ. Đậu que cắt đầu sẵn luôn nè, còn cái này đậu que bự hơn. Bịch nhỏ vậy thôi hả? Ừ, ừ. Tỏi củ hành đây, đây, đây. Nghe đâu á? Anh đi chợ. À mua quá trái vào vỏ luôn nè. Rồi mua gì nữa? Để không ai. Để anh nhìn coi. Mùa lễ phục sinh cửa hàng mấy à, cho nên là bán trứng, bán mấy con thỏ này quá trời. Theo mì nên nó muốn mua trang trí phòng rồi đó. Cái vậy vậy đó, để ở này ra mấy chậu hơi thế, hồi nay nó mới trưng lên hay sao đó. Nhìn đẹp, trời khu đẹp quá ha. Hả, đúng rồi. Cái đó treo cửa phòng hay treo ở nhà? Trước nhà. Ngoài kìm được cái lược chưa? Lược bự à. Này dạng nó lược làm tóc không á. Chứ dạng như cái lược kia của Việt Nam đó, ở đây nó đâu có xài. Đó, giống như mấy vườn nhỏ nhỏ rồi. Mấy loại luôn á, ba thứ luôn. Hay mua kẹp nơ kẹp.
Cái gì? Mua đồ ăn rồi mua cái mắt kiến. Nhìn đẹp không? Mọi người thấy ngoại đẹp không? Điều không? Nhà. Sao? Nhà chụp ở nhà. À. Rồi dựng cái tấm lên chụp. Giờ kêu chụp ngang nữa hả? Chụp ngang chụp sao đâu? Hả? Thì nè. Tại sao mày không đi hả? Ăn chuối rồi vô. Cái gì đâu quên rồi. Chị quay nói chuyện ăn cơm thịt bò xào rồi quay à. Nấu thì mẹ ăn trứng nữa hả? Đâu có à, cái trứng cũ nè. Ăn cơm đi ngoại. Ăn cơm.
Mới quá. Thơm rồi. Cái này là thưởng. Mà thưởng là ngon. Thưởng mà cây đi. Mình cây đi nè. Mua nào rồi hả? Mua rồi đấy. Nếu mà không có giờ ăn là không phải mà thưởng đâu. Thịt bò mềm không anh? Mới đó thôi. Đưa ra thấy ớt bự không, mà ớt nhỏ đâu có. Ớt bự hả? Ừ. Ớt nhỏ đâu có. Vậy á. Chợ Mỹ á, nó ăn mấy hả cá, cá ớt, cái cục ớt này như cái táo, cái gì á. Chị nếu mà ăn ớt nhỏ nhỏ thì mình ớt đâu cay. Nó xào ăn luôn á. Ba mình lại đi chợ mà không thấy ớt đó hả? Có chị trồng cái giống ớt xanh mà bự á, cái cây ngon. Đó là người cơ đi hở luôn. Ớt, ớt này hả? Mà nó trồng nhiều quá cái vườn đó, trồng nhiều quá. Hay là cao hủ đó hả? Dạ. Dạ. Ớt giống ớt này rồi. Dạ. Cây mà giòn ngon. Rồi có lắm ớt nhỏ nè. Mực á con để đây quên. Quên cái bịch. Còn á. Đấy rồi. Rồi. Có lắm mì nữa kìa. Cái này hả? Ý là dễ lỡ nó dạo có lắm mì nữa kìa. Hả? Ăn bữa. Nay mình nấu chắc bí nấu chừng nửa trái á. Trái nhiều. Hả? Một kiếm hơn một trứng nữa ăn canh nhiều nữa. Không ăn bữa là. Thì nấu canh á. Nó nấu rồi nấu luôn. Tại mình làm thịt hầm ra nước á. Hiểu không? Còn mớ thì là chắc kho tiêu đó không mẹ.